Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn học sinh. Cuộc thi chinh phục năm 2020, một sân chơi kiến thức ý nghĩa và lý thú dành cho các bạn học sinh trung học phổ thông trên toàn tỉnh đã chính thức quay trở lại. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh tổ chức. VNPT Quảng Trị là nhà tài trợ chính cho chương trình. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh lời chào mừng trân trọng nhất và cảm ơn nhà tài trợ đã, đang và sẽ đồng hành vì sự thành công của cuộc thi chinh phục năm 2020. Kính thưa quý vị và các bạn, đến hè đài lên, cuộc thi chinh phục do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức là sân chơi kiến thức dành cho học sinh trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Trải qua 10 năm tổ chức, cuộc thi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm ủng hộ của quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cũng như quý khán giả trong và ngoài tỉnh. Với vốn kiến thức được chắt lọc qua mỗi cuộc thi, thực sự là cơ hội để giúp các em trau dồi và học hỏi thêm những hiểu biết của mình, không chỉ có trong chương trình phổ thông mà còn là những hiểu biết về khoa học thường thức, về lịch sử, đất nước, quê hương và mảnh đất Quảng Trị mến yêu. Thành công của cuộc thi chinh phục là động lực để Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị và Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức cuộc thi năm 2020. Đây cũng chính là lý do để Viễn thông Quảng Trị tiếp tục ủng hộ, đồng hành trong vai trò là nhà tài trợ chính của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, sân chơi chinh phục do Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức đến nay đã đồng hành với các thầy cô giáo, các em học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và quý khán giả một chặng đường dài. Trong suốt hành trình đó, chinh phục đã thu hút khán giả bởi những kiến thức bổ ích và lý thú được thể hiện trong mỗi cuộc thi. Và bây giờ, xin được kính mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với một phóng sự ngắn sau đây ghi nhận về những kết quả đạt được của cuộc thi chinh phục trong hành trình của mình. Sôi động, kịch tính, hấp dẫn. Hơn 10 năm qua, cuộc thi chinh phục đã khẳng định là một game show trí tuệ, bao gồm những kiến thức cơ bản nhất trong nhà trường đến những kiến thức rộng ở bên ngoài xã hội. Mỗi năm có 60 học sinh xuất sắc tham gia tranh tài ở 15 trận vòng loại, 4 trận tứ kết đều bước vào trận thi chung kết và tìm kiếm cho mình thứ hạng cao nhất, quán quân cuộc thi. Đây không chỉ là nơi để học hỏi kinh nghiệm mà còn tạo cho các em cơ hội tự khẳng định chính mình trong biển tri thức vô hạn. Cuộc thi chinh phục vừa rồi là giúp cho em có thêm nhiều kiến thức mới và cũng đồng thời là có thêm những kỹ năng sống tốt hơn. Và đây là một giải đấu cũng như là một game show tốt cho các trẻ ở các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Chương trình chinh phục của Đài Truyền hình Quảng Trị thì đã diễn ra rất là nhiều năm và tôi thấy cái chương trình này nó cực kỳ bổ ích, đặc biệt là đối với các bạn học sinh trung học phổ thông của các huyện miền núi thì các em có cơ hội được giao lưu, được trải nghiệm, mở mang kiến thức và đây thực sự là một chương trình rất bổ ích. Để sân chơi chinh phục ngày càng hấp dẫn, lý thú, ban tổ chức chương trình đã không ngừng cải tiến nội dung, đổi mới hình thức thể hiện. Hệ thống câu hỏi hòa trộn giữa kiến thức, vốn sống, khoa học, lịch sử, địa danh quê hương khiến chương trình trở thành điểm hẹn cho những người ham học hỏi, ham hiểu biết. Qua đó nhằm cung cấp cho không chỉ các bạn học sinh mà tất cả các khán giả những thông tin, kiến thức bổ ích. Năm nay thì Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo chủ yếu là dựa trên cái phiên bản của cuộc thi năm trước. Tuy nhiên có quy định chặt chẽ hơn về thể lệ của cuộc thi, đồng thời cũng xác định cái phạm vi kiến thức đối với học sinh dự thi là rộng hơn, bởi vì đây là một sân chơi thì ngoài những môn học ở trong nhà trường phổ thông, các em cần phải tìm hiểu thêm những kiến thức thường thức về đời sống, đặc biệt là những kiến thức gần gũi đối với mảnh đất con người Quảng Trị để tham gia cuộc thi một cách tốt nhất. Những cảm giác hồi hộp, căng thẳng trong giờ thi đấu, những lời cổ vũ, khích lệ tinh thần, thêm cả những nụ cười và những giọt nước mắt chia vui, tất cả tạo nên giá trị của hành trình chinh phục kiến thức suốt những năm vừa qua. Hơn 10 năm đủ để khẳng định ý nghĩa và vị trí của cuộc thi trong lòng khán giả. Đây đã, đang và sẽ là nơi chắp cánh cho những ước mơ của các bạn học sinh, là bàn đạp, là hành trang cho các bạn bước vào tương lai. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những kết quả đã đạt được của cuộc thi chinh phục trong suốt thời gian diễn ra và hy vọng rằng đó cũng chính là động lực để chúng ta cùng nhau thực hiện tốt hơn nữa cuộc thi chinh phục trong thời gian đến. Và bây giờ,
Chúng ta hãy cùng quay trở lại không khí với cuộc thi chinh phục trần khai mạc, trần đầu tiên ngày hôm nay, và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các thí sinh tham gia cuộc thi chinh phục năm 2020 ạ. Theo kết quả bốc thăm, trần khai mạc sẽ là phần tranh tài của 4 bạn học sinh đến từ các trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Trung học Phổ thông Lê Lợi, Trung học Phổ thông Chế Lan Viên, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Bến Hải. Và bây giờ, xin được chào mừng sự hiện diện của 4 thí sinh lên sân khấu. Bạn Nguyễn Xuân Tiến đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Chào mừng bạn Phan Minh Nhật đến từ trường Trung học Phổ thông Lê Lợi. Chào mừng bạn Lê Thị Thảo Ly đến từ trường Trung học Phổ thông Chế Lan Viên. Và chào mừng bạn Lê Hữu Lâm đến từ trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Bến Hải. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật dài thật lớn để chào mừng các thí sinh đến với cuộc thi chinh phục trần đầu tiên năm 2020. Vâng, xin cảm ơn các thí sinh và chúc các bạn sẽ gặt hái được kết quả tốt trong cuộc thi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong bất cứ cuộc thi nào cũng không thể thiếu thành phần ban giám khảo, và với cuộc thi chinh phục năm nay, thể lệ quy định trong mỗi cuộc thi số lượng tối thiểu của ban giám khảo là 3 thành viên và 1 giám sát viên. Trong trận khai mạc hôm nay, ban cố vấn đã cử các thành viên sau đây làm giám khảo, những người đưa ra quyết định cuối cùng cho các phần thi của thí sinh. Xin được giới thiệu cô Lê Thị Lan, Phó trưởng phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo. Xin được giới thiệu thầy Nguyễn Đăng Hòa, chuyên viên phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục Đào tạo. Xin được giới thiệu thầy Nguyễn Văn Minh, chuyên viên phòng giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục Đào tạo. Xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong ban giám khảo. Vâng, và có lẽ lúc này thì trận khai mạc cuộc thi chinh phục năm 2020 đang bước vào khởi động với rất nhiều hào hứng. Và ngay lúc này đây chúng tôi cũng muốn dành một chút ít thời gian để trao đổi cùng với một trong các vị giám khảo đang có mặt tại đây ạ. Vâng, xin được kính mời cô Lê Thị Lan ạ, Phó trưởng phòng giáo dục trung học. Thưa cô, có mặt trong ban giám khảo của trận khai mạc ngày hôm nay thì cô có thể cho biết cảm xúc của mình được không ạ? Kính thưa tất cả quý vị đại biểu và tất cả các thầy cô giáo có mặt trong trường quay hôm nay. Đã hơn một thập kỷ đồng hành cùng với cuộc thi chinh phục, thế nhưng có lẽ hôm nay không chỉ riêng bản thân tôi mà các thành viên trong ban cố vấn cũng giống như tất cả các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các em học sinh có mặt trong trường quay cũng không tránh khỏi cảm giác rất là căng thẳng, rất hồi hộp, có một chút lo âu và một chút háo hức trong tâm trạng của chúng tôi lúc này. Vâng, và đến với cuộc thi hôm nay thì cô có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn thí sinh không ạ? Các em thí sinh thân mến, đến với cuộc thi chinh phục của năm 2020, cô nghĩ rằng với các em đã là một niềm vinh dự và niềm tự hào. Và cô cũng rất biết lúc này trên khán đài các em đang trong tâm trạng rất là căng thẳng. Và thay mặt ban cố vấn, cô gửi các em lời nhắn gửi rất chân thành rằng đây là một sân chơi trí tuệ tuệ, và đã là sân chơi thì sẽ có bàn chiến thắng và có bàn đạt kết quả không được như mong muốn. Nhưng dù đích đến của chúng ta là như thế nào thì cô cũng rất mong các em hãy bình tĩnh, hãy tự tin, và chúc các em đạt chinh phục được đỉnh cao trí tuệ của mình. Xin chúc các em thành công. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ cảm xúc ngay lúc này của cô Lê Thị Lan. Vâng, và chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ tiếp thêm động lực và tinh thần để cho các bạn thí sinh của chúng ta sẽ tự tin bước vào sân chơi chinh phục một cách hào hứng ngày hôm nay. Và bây giờ, một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để bắt đầu cuộc thi chinh phục năm 2020. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc thi chinh phục cũng như các năm trước, năm nay các thí sinh cũng sẽ lần lượt trải qua 4 phần thi mang tên xuất phát, thử thách, tăng tốc và chinh phục. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng với 4 thí sinh khởi động phần thi đầu tiên mang tên xuất phát. Chào
Phần thi xuất phát là một bộ 6 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm gồm 3 câu 10 điểm, 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Vừa rồi là thể lệ của phần thi xuất phát và với thể lệ của cuộc thi thì các thí sinh của chúng ta đã nắm rõ chưa ạ? Vâng, như vậy là các bạn thí sinh của chúng ta đã nắm rõ thể lệ của phần thi xuất phát. Và các bạn cổ động viên thân mến, một lần nữa chúng ta hãy cùng tiếp thêm động lực tinh thần để các bạn tự tin đến với phần thi đầu tiên này ạ. Xin cảm ơn các bạn cổ động viên và sau đây chúng ta cùng đến với bộ câu hỏi gồm 6 câu. Câu hỏi đầu tiên trong bộ câu hỏi 10 điểm. Nam vận động viên nào giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP 2019? A. Novak Djokovic. B. Roger Federer. C. Rafael Nadal. D. Dominic Thiem. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Ở câu hỏi đầu tiên này, các bạn thí sinh có sự lựa chọn đáp án như sau. Bạn Xuân Tiến chọn đáp án A và bạn Minh Nhật cũng chọn đáp án A. Bạn Thảo Ly chọn đáp án D và bạn Hữu Lâm chọn đáp án C. Và đáp án chính xác là đáp án C. Xin chúc mừng bạn Hữu Lâm. 10 điểm sẽ được cộng vào bảng điểm đầu tiên của bạn Hữu Lâm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Tác phẩm nào không phải là sáng tác của Nam Cao? A. Nghèo. B. Mò sâm banh. C. O chuột. Và D. Đôi mỏng giò. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Với câu hỏi thứ hai, bạn Xuân Tiến chọn cho mình đáp án C, bạn Minh Nhật chọn đáp án B và bạn Thảo Ly Hữu Lâm đều cùng chọn đáp án D. Vâng, và đáp án đúng của chương trình đó chính là đáp án C, o chuột. Xin chúc mừng bạn Xuân Tiến. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo trong bộ câu hỏi 10 điểm, câu hỏi số 3. Tổng số proton, neutron, electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X bằng A, 7, B, 6, C, 3 và D, 4. Thời gian bắt đầu. Ở câu hỏi này thì rất tiếc bạn Thảo Ly chưa đưa ra đáp án trả lời. Và các bạn Xuân Tiến Minh Nhật chọn đáp án A, bạn Hữu Lâm chọn đáp án D. Và đáp án đúng đó chính là đáp án A. Xin chúc mừng bạn Xuân Tiến và Minh Nhật. Mỗi bạn ghi thêm được 10 điểm vào tổng số điểm của mình. Chúng ta cùng bước sang câu hỏi tiếp theo trong bộ câu hỏi 20 điểm. Câu hỏi số 4. Trái đất hoàn thành một vòng từ quay quanh trục mất khoảng thời gian bao lâu? A. 1 ngày. B. 1 tháng. C. 1 mùa. D. 1 năm. Thời gian bắt đầu. Bàn Xuân Tiến chọn đáp án A, ba bàn Minh Nhật Thảo Ly và Hữu Lâm chọn đáp án D. Vâng, và 20 điểm sẽ được cộng cho bàn Xuân Tiến, đáp án A là đáp án chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, đây là một câu hỏi tiếng Anh. When first to the market, this product enjoyed great success. A. Introduced. B. Having introduced. C. Introduced. C. Introducing. Thời gian bắt đầu. Vâng, và với câu hỏi tiếng Anh này, xin được kính mời thầy Nguyễn Văn Minh trong ban cố vấn hãy cùng giải thích cho các thí sinh được rõ ạ. Với câu hỏi này thì đáp án là câu hỏi C. Đây là cái mệnh đề rút gọn của mệnh đề cùng chủ ngữ. Và cái mệnh đề câu C là cái mệnh đề của câu bị động và rút gọn đi. Thì con lại sử dụng phân từ là câu
C và đáp án là introduce. Và như vậy đáp án C là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn Minh Nhật và Thảo Ly, một bạn ghi được 20 điểm. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng. Đây là một câu hỏi 30 điểm. Chúc các bạn thí sinh may mắn. Một hình đa giác lồi có tổng các góc trong bằng tổng các góc ngoài. Hỏi đa giác đó có mấy cạnh? A 5, B 4, C 6, D 7. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Bạn Xuân Tiến chọn cho mình đáp án B, bạn Minh Nhật, Thảo Ly và Hữu Lâm chọn đáp án C. Tổng các góc ngoài của đa giác là 360 độ. Tổng các góc trong của đa giác N cạnh là N trừ 2 tất cả 180 độ. Theo đề bài thì 360 độ bằng N trừ 2 tất cả 180 độ thì chúng ta có N bằng 4, đáp án B là đáp án chính xác. Xin chúc mừng bạn Xuân Tiến. 30 điểm sẽ được cộng vào tổng số điểm của bạn Xuân Tiến. Và như vậy là chúng ta vừa cùng với 4 bạn thí sinh Xuân Tiến, Minh Nhật, Thảo Ly, Hữu Lâm đã hoàn thành xong phần thi thứ nhất mang tên xuất phát. Và chúng ta cùng đến với bảng điểm đầu tiên mà các bạn đã đạt được ở trong phần thi này. Bạn Xuân Tiến 70 điểm, bạn Minh Nhật 30 điểm, bạn Thảo Ly 20 điểm và bạn Hữu Lâm 10 điểm. Chúc mừng các bạn. Đón Tết cùng hôm, ôm trọn giải trí. Đăng ký gói hôm của VNPT, chọn gói Internet siêu tốc, truyền hình tương tác 4K, 4G cho cả nhà cùng kho nội dung đặc sắc, cho triệu gia đình Việt một mùa Tết yêu thương. Cơ hội trúng vàng khi đăng ký gói hôm, liên hệ 1800 1166 ngay hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là 4 thí sinh của chúng ta đã hoàn thành phần thi đầu tiên mang tên xuất phát và có thể nói các bạn thí sinh của chúng ta đã thể hiện những kiến thức và hiểu biết của mình rất tốt trong phần thi này. Và còn bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục phần thi tiếp theo mang tên thử thách, đòi hỏi khả năng nhanh nhạy và tư duy. Trong khoảng thời gian 1 phút, các bạn sẽ trả lời chính xác 6 câu hỏi và mang về cho mình số điểm là 120 điểm. Phần thi thử thách bắt đầu. Trong phần thi thử thách, mỗi thí sinh có 1 phút để trả lời bộ gồm 6 câu hỏi. Trả lời đúng 1 câu hỏi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Hết 6 câu hỏi, người dẫn chương trình sẽ ra hiệu lệnh kết thúc phần thi của thí sinh. Lưu ý, trong phần thi thử thách, thí sinh có quyền bỏ qua những câu hỏi chưa có đáp án. Tuy nhiên, thí sinh không có quyền trả lời lại những câu trả lời sai và những câu bỏ qua trước đó dù còn thời gian. Đó là thể lệ của phần thi thử thách. Và chúng ta hãy một lần nữa lấy lại không khí của cuộc thi chinh phục ngày hôm nay để tiếp thêm động lực và tự tin cho các bạn thí sinh của chúng ta. Cảm ơn các bạn cổ động viên và theo thứ tự bốc thăm thì bạn Xuân Tiến sẽ tham gia phần thi thử thách này. Trước tiên thì xin được dành ít phút để giao lưu trò chuyện cùng bạn. Bạn thân mến, bạn là một học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thì bạn có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết niềm đam mê đặc biệt nhất bạn dành cho 4 môn nào ạ? Dạ, em thưa chị là em rất yêu thích môn toán. Vậy thì còn các cái môn học còn lại thì bạn sẽ phân bổ, cung cấp kiến thức cho mình như thế nào để có thể giữ sự đồng đều giữa các bộ môn? Em thưa chị là thường thì bên cạnh những giờ học toán hay là học bài của đến trường thì em cũng dành một chút thời gian vào buổi trưa hay là buổi tối để đọc sách hay là tra cứu kiến thức trên mạng. Bên cạnh đó là em cũng hay giao lưu bạn bè để tìm kiếm thêm những kiến thức ngoài. Vâng, đó chính là một trong những phương pháp học của bạn để bổ sung kiến thức cho mình. Và xin được chúc cho bạn sẽ may mắn ở phần thi này.
Vâng, các bạn cổ động viên của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, các bạn hãy cổ vũ tinh thần cho bạn Xuân Tiến đi nào. Vâng, cảm ơn các bạn cổ động viên. Và bây giờ thời gian dành cho bạn Xuân Tiến bắt đầu. Câu hỏi thứ nhất, hệ điểm nhì phân cơ sở 2 sử dụng những ký hiệu nào? 01. Chính xác. Câu hỏi số 2, tranh vẽ hoa quả, đồ vật thể hiện bằng cảm xúc riêng của họa sĩ gọi là tranh gì? Wow. Tranh tĩnh vật. Câu hỏi số 3, đưa mẫu giấy quỳ tím ẩm vào bình đựng khí ammoniac, mẫu giấy quỳ chuyển sang màu gì? Màu xanh. Chính xác. Câu hỏi số 4, ở cây bàng, quá trình nào tạo động lực đầu trên cho vận chuyển nước trong thân cây? Màu xanh. Không chính xác, thoát hơi nước ở lá. Câu hỏi số 5, trong truyền kiều của Nguyễn Du, chồng của Hoàn Thư tên là gì? Thục Xin. Chính xác. Câu hỏi số 6, cửa khẩu Nậm Cắn thuộc tỉnh nào? Con Tum. Không chính xác, Nghệ An. Và như vậy là kết thúc phần thi thứ hai, bạn Xuân Tiến ghi được cho mình 60 điểm. Chúc mừng bạn Xuân Tiến. Chúng ta cùng tiếp tục phần thi tiếp theo với cuộc phần thi của bạn Minh Nhật. Bây giờ mời bạn đến với bộ đề thi dành cho mình. Bộ đề thi thứ hai, thời gian bắt đầu. Hệ điều hành đầu tiên mà IBM đưa ra cho máy tính cá nhân là gì? Linux. Không chính xác, MS-DOS. Câu hỏi số 2, trong sự vận động giữa lượng và chất của sự vật và hiện tượng thì nhân tố nào biến đổi chậm hơn? Chết. Không chính xác, lượng. Câu hỏi số 3, trạng thái và màu sắc của khí CL2 ở điều kiện thường là gì? Khí màu vàng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Câu hỏi số 4, ở cây thường xuân, lớp cutin được tạo ra từ loài tế bào nào? Để bỏ qua. Tế bào biểu bì của lá. Câu hỏi số 5, tác phẩm Cơm thầy cơm cô là của nhà văn Vũ Trọng Phùng đúng hay sai? Để sai. Không chính xác, đúng. Câu hỏi số 6, cửa khẩu Lê Thanh thuộc tỉnh nào? 5 giây, 4 giây. Cao Bằng. Không chính xác, Gia Lai. Với câu hỏi số 3, chúng tôi hỏi bạn là trạng thái và màu sắc của khí CL2 ở điều kiện thường là gì? Bạn đưa ra đáp án là khí màu vàng. Đáp án chính xác là khí màu vàng lục. Tuy nhiên đáp án của bạn được chấp nhận. Bạn ghi được 20 điểm trong câu hỏi này. Chúc mừng bạn và hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều sự nỗ lực của cả ở phần thi tiếp theo. Chúng ta vừa đến với phần thi thử thách của bạn Minh Nhật. Và bây giờ sẽ là phần thi của bạn Thảo Ly. Bạn Thảo Ly đã sẵn sàng rồi đúng không ạ? Vâng, bây giờ sẽ là bộ đề thi thứ 3 dành cho bạn Thảo Ly. Thời gian bắt đầu. Câu hỏi số 1, cho biết kết quả phép toán N bằng 1 cộng 1 trong hệ nhì phân. 01. Không chính xác, 10. Câu hỏi số 2, tranh dân gian Đông Hồ được vẽ hay in? Vẽ. Không chính xác, in. Câu hỏi số 3, cho mẫu quỳ tím vào dung dịch Na3CO4, quỳ tím chuyển sang màu gì? Màu xanh. Chính xác, câu hỏi số 4, ở cây bàng, dòng mạch gỗ trong thân gồm những thành phần nào? Ion và khoáng. Câu hỏi số 5, tiểu thuyết Tắt lửa lòng là của nhà văn Thạch Lam đúng hay sai? Sai. Chính xác. Câu hỏi số 6, cửa khẩu Hoa Lư thuộc tỉnh nào? Thời gian sắp kết thúc. Vâng, đó chính là tỉnh Bình Phước. Với câu hỏi số 4, ở cây bàng, dòng mạch cổ trong thân gồm những thành phần nào? Đó chính là ion khoáng và nước. Với câu hỏi số 5, tiểu thuyết Tắt lửa lòng, đó chính là của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Và như vậy kết thúc phần thi thứ 2, bạn Thảo Ly ghi cho mình 40 điểm. Chúc mừng bạn Thảo Ly. Chúng ta cùng đến với phần thi tiếp theo của bạn Hữu Lâm. Bạn Hữu Lâm thân mến, hiện tại thì bạn đang có số điểm là 10, một số điểm hơi khiêm tốn một chút so với các bạn thi của mình. Bạn có cảm xúc như thế nào? Điểm số của em lúc này hơi khiêm tốn nhưng em sẽ cố gắng trong những phần thi tiếp theo. Vâng, đó chính là điều kiện cần thiết nhất ngay lúc này, đúng không ạ?
Chúc bạn hãy bình tĩnh, tự tin và hãy suy nghĩ thật kỹ hơn nữa những câu hỏi của mình để đưa ra đáp án chính xác nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Vâng, một tràng pháo tay để cổ vũ cho bạn Hữu Lâm ạ. Vâng, cảm ơn các bạn cổ động viên và thời gian dành cho bạn Hữu Lâm bắt đầu. Câu 1. Phím Home sử dụng trong phần mềm Microsoft dùng để làm gì? Mở trang chính. Không chính xác, di chuyển đến đầu dòng văn bản. Câu hỏi số 2. Yếu tố nào của sản phẩm làm cho hàng hóa có giá trị sử dụng? Chất lượng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Câu hỏi số 3. Sục từ khí O3 đến dư vào dung dịch KL. Dung dịch sau phản ứng sẽ làm quy tím chuyển sang màu gì? Màu xanh. Chính xác. Câu hỏi số 4. Quá trình hô hấp nội bào xảy ra tại bào quan nào của tế bào thực vật? Ribosome. Không chính xác, ti thể. Câu hỏi số 5. Tác phẩm Hà Nội 36 phố phường. Chính xác. Câu hỏi số 6. Cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh nào? Con Tum. Không chính xác, Điền Biên. Và với câu hỏi số 2, chúng tôi có hỏi bạn Hữu Lâm, yếu tố nào của sản phẩm làm cho hàng hóa có giá trị sử dụng, bạn đưa ra chất lượng, đáp án không chính xác. Đáp án của câu hỏi này đó chính là công dụng. Và với câu hỏi số 3, sục từ khí O3 đến dư vào dung dịch KI. Dung dịch sau phản ứng sẽ làm quy tím chuyển sang màu gì? Đó chính là màu xanh, đáp án chính xác. Và như vậy, kết thúc phần thi thứ 2, bạn Hữu Lâm ghi cho mình 40 điểm. Chúc mừng bạn Hữu Lâm. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là cả 4 bạn thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua phần thi thứ 2 mang tên thử thách, và chúng ta hãy cùng nhìn lại số điểm mà họ đã giành được cho đến thời điểm này. Bạn Xuân Tiến 130 điểm, bạn Minh Nhật 50 điểm, bạn Thảo Ly 60 điểm và bạn Hữu Lâm 50 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn thí sinh. Như vậy là chúng ta đã đi được nửa chặng đường của cuộc thi chinh phục trần thi đầu tiên. Và tạm thời thì bạn Xuân Tiến đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quỳ Đôn đang dẫn đầu. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở hai phần thi còn lại của chương trình thì bạn thí sinh nào sẽ có sự bứt phá vươn lên. Và phần thi tăng tốc sắp đến chắc chắn sẽ có những thay đổi đầy bất ngờ, bởi vì đây là một phần thi hấp dẫn và gay cấn. Và các bạn cổ động viên thân mến, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ động viên tinh thần cho các bạn thí sinh trước khi đến với phần thi này. Vâng, phần thi tăng tốc bắt đầu. Phần thi tăng tốc là một hình ảnh gồm 8 câu hỏi mảnh ghép, trong đó có 6 câu hỏi 20 điểm và 2 câu hỏi 40 điểm. Thí sinh lựa chọn mảnh ghép, suy nghĩ và trả lời trong vòng 20 giây. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai không bị trừ điểm. Nếu hết thời gian mà thí sinh không đưa ra được đáp án thì cơ hội được dành cho một trong 3 thí sinh còn lại là người bấm chuông nhanh nhất. Trả lời đúng được cộng số điểm tương ứng, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Khi có một mảnh ghép được mở ra, tất cả thí sinh đều có quyền bấm chuông trả lời hình nền. Thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Trả lời đúng được 50 điểm, trả lời sai sẽ mất quyền thi tiếp vòng này. Sau 5 câu hỏi, nếu các thí sinh vẫn không bấm chuông trả lời hình nền, người dẫn chương trình sẽ gợi ý đáp án hình nền. Tuy nhiên, nếu thí sinh nào bấm chuông trả lời đúng đáp án hình nền thì số điểm chỉ còn lại là 30 điểm. Trong trường hợp mặc dù đã được gợi ý nhưng các thí sinh vẫn không trả lời được hình nền, người dẫn chương trình sẽ mời các cổ động viên. Vâng, đó là thể lệ của phần thi tăng tốc. Và trước tiên, xin mời các bạn thí sinh chúng ta hãy cùng nghe câu hỏi hình nền. Hãy cho biết nội dung bức ảnh. Đáp án có 12 chữ cái. Xin được nhắc lại câu hỏi hình nền. Hãy cho biết nội dung bức ảnh. Đáp án có 12 chữ cái. Và trước tiên xin mời bạn Xuân Tiến của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quỳ Đôn chọn mảnh ghép cho mình. Mảnh ghép số 3. Mảnh ghép số 3. Đây là một mảnh ghép có điểm thưởng. Chúc bạn may mắn. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc hội thảo khoa học về một đề án festival dự kiến sẽ được tổ chức 2 năm một lần với quy mô quốc gia và quốc tế tại tỉnh Quảng Trị. Hãy cho biết chủ đề nội dung của đề án festival này. Thời gian bắt đầu. Câu
Như vậy là với mảnh ghép số 3, bạn Xuân Tiến chưa đưa ra đáp án và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các thí sinh còn lại. Bắt đầu. Như vậy là không có thí sinh nào đưa ra đáp án cho mảnh ghép số 3 và chúng tôi sẽ khóa mảnh ghép này lại. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của bạn Minh Nhật. Mời bạn. Dạ, em chọn mảnh ghép số 8. Mảnh ghép số 8. Ngày 16 tháng 7 năm 1999, Hà Nội được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO vinh danh với danh hiệu gì? Thời gian bắt đầu. Là thủ đô Hòa Bình. Đáp án của bạn không chính xác. Và thời gian dành cho các thí sinh còn lại bắt đầu. Vâng, và chúng tôi cũng sẽ khóa mảnh ghép số 8 này lại. Và xin mời sự lựa chọn của bạn Thảo Ly. Đó, chị em cho mảnh ghép số 2. Mảnh ghép số 2. Đây cũng là một mảnh ghép có điểm thưởng. Đầu năm 1972, tại căn cứ 241 ở Tân Lâm, huyện Cam Lộ, một viên chỉ huy của quân đội Sài Gòn cùng với binh lính đã đầu hàng quân giải phóng. Hãy cho biết viên chỉ huy đó là ai? Thời gian bắt đầu. Bạn Thảo Ly chưa đưa ra đáp án trả lời và thời gian dành cho các thí sinh còn lại bắt đầu. Và chúng tôi cũng sẽ khóa mảnh ghép số 2. Chúng ta cùng đến với sự lựa chọn của bạn Hữu Lâm. Mời bạn. Em xin chọn mảnh ghép số 1. Mảnh ghép số 1. Di tích đình làng An Tiêm, nơi ra đời một trong những chi bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh Quảng Trị vào năm 1929, thuộc huyện nào của tỉnh Quảng Trị hiện nay? Thời gian bắt đầu. À, huyện Gia Linh. Vâng, cảm ơn bạn Hữu Lâm. Đáp án của bạn không chính xác. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho các thí sinh. Bắt đầu. Tín hiệu từ bạn Xuân Tiến. Mời bạn. Em thưa chị, câu trả lời của em là Triều Phong. Đó là đáp án chính xác. Vào tháng 11 năm 1929, trong dịp kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, tại đình làng An Tiêm thuộc xã Triều Thành, huyện Triều Phong hiện nay, chi bộ An Tiêm được thành lập là chi bộ cộng sản Việt Nam đầu tiên ở tỉnh Quảng Trị. Sự ra đời của chi bộ An Tiêm đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng cho phong trào cách mạng ở Quảng Trị, tạo tiền đề quan trọng để xứ ủy quyết định thành lập thêm hai chi bộ cộng sản mới là chi bộ Tường Vân và chi bộ Tân Tường, tạo nên móng vững chắc cho sự phát triển thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Quảng Trị vào ngày 21 tháng 4 năm 1930. Và mảnh ghép số 1 sẽ được mở ra. 20 điểm sẽ được cộng vào tổng số điểm của bạn Xuân Tiến. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với sự lựa chọn thứ hai. Mời bạn Xuân Tiến. Mảnh ghép số 6. Mảnh ghép số 6. Ai là trưởng đoàn đàm phán của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị Paris năm 1973? Thời gian bắt đầu. Nguyễn Thị Bình. Đáp án hoàn toàn chính xác. Bà Nguyễn Thị Bình sinh năm 1927 là một nữ chính trị gia nổi tiếng trên thế giới khi giữ cương vị trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, rồi chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tham gia hội nghị bốn bên về hòa bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968-1973. Về sau, bà cũng từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2002. Vâng, như vậy là mảnh ghép số 6 sẽ được mở ra. Chúc mừng bạn Xuân Tiến ghi cho mình được 20 điểm. Chúng ta đã nhìn thấy các cái phần hình nền dần dần được lộ diện. Và trước khi đến với sự lựa chọn của bạn Minh Nhật, các bạn thí sinh cùng cha đã trải qua 5 mảnh ghép và bây giờ xin được gợi ý đáp án của hình nền.
Đây là bức ảnh được chụp tại chiến trường Quảng Trị năm 1973, thể hiện tinh thần hòa hợp và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Đó chính là gợi ý đáp án về hình nền. Các bạn hãy ghi nhớ đáp án có 12 chữ cái. Chúng ta cùng đến với sự lựa chọn của bạn Minh Nhật. Mời bạn. Dạ, em chọn mảnh ghép số 5. Mảnh ghép số 5. Tại thị xã Quảng Trị, vào dịp 27 tháng 7 hàng năm, có một nghi lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức rất trang trọng. Đó là nghi lễ gì? Thời gian bắt đầu. Đi thăm các anh hùng, đi thăm nghĩa trang liệt sĩ đường 9. Cảm ơn bạn. Đáp án của bạn không chính xác. Và cơ hội cho các bạn thí sinh còn lại bắt đầu. Vâng, và ngay lúc này đây thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời hình nền từ bạn Hữu Lâm. Mời bạn. Dạ, câu trả lời của em là Nam Bắc sum họp. Rất tiếc, đó không phải là đáp án của hình nền. Và bạn Hữu Lâm cũng sẽ dừng phần thi này của mình tại đây. Và tiếp theo sẽ là sự lựa chọn của bạn Thảo Ly. Mời bạn. Dạ, chị em cho mình ghép số 7. Mình ghép số 7. Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhường. Nhưng chúng ta càng nhân nhường, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa, được trích trong văn bản tác phẩm nào? Thời gian bắt đầu. Dạ, chỉ là được trích trong văn tác phẩm là Di chúc, bản Di chúc. Đáp án không chính xác. Bây giờ sẽ là thời gian cho hai thí sinh Xuân Tiến và Minh Nhật với mảnh ghép số 7. Bắt đầu. Mời bạn Minh Nhật. Dạ, là câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong văn bản lời kêu gọi toàn dân kháng chiến. Lời kêu gọi toàn dân kháng chiến. Đáp án không chính xác. Đáp án chính xác đó chính là lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ạ. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta cũng đã trải qua các mảnh ghép. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các thí sinh suy nghĩ để trả lời câu hỏi hình nền. Thời gian bắt đầu. Các thí sinh không đưa ra được đáp án hình nền. Và Như Quỳnh cũng xin được công bố đáp án hình nền. Đó chính là hình ảnh hai người lính. Chúng ta cùng đến với hình nền ngày hôm nay ạ. Vâng, đây là hình ảnh hai người lính. Một bức ảnh rất nổi tiếng chụp hai người lính ở hai bên chiến tuyến. Một người là chiến sĩ quân giải phóng, người kia là lính của chính quyền Sài Gòn tại một địa điểm hòa hợp dân tộc ở bờ nam sông Thạch Hãn thuộc xã Triều Trạch, huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau ngày Hiệp định Paris có hiệu lực năm 1973, tác giả của bức ảnh là ông Chu Chỉ Thành, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. Bức ảnh hai người lính ở hai phía chiến tuyến thân thiện khoác vai nhau là một khoảnh khắc đẹp thể hiện tinh thần hòa hợp và khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Đây là một kiến thức được bổ sung để các bạn thí sinh ghi nhớ. Và chúng ta quay trở lại với các mảnh ghép mà chưa được mở ra. Đầu tiên là mảnh ghép số 2. Đầu năm 1972, tại căn cứ 241 ở Tân Lâm, huyện Cam Lộ, một viên chỉ huy của quân đội Sài Gòn cùng với binh lính đã đầu hàng quân giải phóng. Hãy cho biết viên chỉ huy đó là ai ạ? Xin được công bố đáp án, đó chính là Trung tá quân đội Sài Gòn Phạm Văn Đính. Câu hỏi mảnh ghép số 3. Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức cuộc hội thảo khoa học về một đề án festival dự kiến sẽ được tổ chức 2 năm một lần với quy mô quốc gia và quốc tế tại tỉnh Quảng Trị. Hãy cho biết chủ đề nội dung của đề án festival này. Có các bạn cổ động viên nào biết câu trả lời này không ạ? Mời bạn. Chị theo em đó là Festival Hòa Bình. Festival vì hòa bình là đáp án chính xác. Tuy nhiên đáp án của bạn cũng được công nhận. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta cùng đến với mảnh ghép số 8 ạ. Ngày 16 tháng 7 năm 1999, Hà Nội được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO vinh danh với danh hiệu gì? Mời bạn. Vâng, bạn có thể giới thiệu tên của bạn cho chúng tôi được biết được không ạ? Và bạn đến từ trường nào? Dạ thưa chị, là em tên là Trần Nguyên Phương, đến từ lớp 7A trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo. Vâng, chúng tôi đang rất là chờ đợi câu trả lời của bạn với câu hỏi này.
Thì theo em Hà Nội được vinh danh với tên gọi là thành phố vì hòa bình. Đó là đáp án chính xác. Bạn có thể cho chúng tôi được biết là bạn tìm hiểu những kiến thức liên quan như các cái mảnh ghép rồi ở đâu được không ạ? Dạ là năm lớp 5 là em có mượn một quyển sách của bạn em là em về đọc là thể biết danh của các thành phố, ví dụ như là London là thành phố sương mù, rồi Washington là thành phố tuyết, và trong đó ngầm Hải Phòng thành phố hoa phường đỏ, và cũng có Hà Nội là thành phố vì hòa bình, nên là em biết được. Vâng, chúng tôi rất là khâm phục bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều khi đã đến với cuộc thi ngày hôm nay ạ. Và còn một mảnh ghép số 5 nữa. Tại thị xã Quảng Trị, vào dịp 27 tháng 7 hàng năm có một nghi lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức rất trang trọng, đó là nghi lễ gì ạ? Và đáp án của câu hỏi này đó chính là lễ hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Và như vậy là chúng ta đã kết thúc phần thi thứ 3 mang tên Tăng Tốc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn sự tham gia hưởng nhiệt tình, cổ vũ nhiệt tình của các bạn cổ động viên, cũng là sự nỗ lực cố gắng của các bạn thí sinh trong phần thi vừa rồi. Và bây giờ chúng ta cùng đến với bảng điểm cho đến thời điểm này qua 3 phần thi của các thí sinh. Bạn Xuân Tiến 170 điểm, bạn Minh Nhật 50 điểm, bạn Thảo Ly 60 điểm và bạn Hữu Lâm 50 điểm. Chúc mừng tất cả các bạn. Và thưa quý vị và các bạn, đã trải qua 3 phần thi xuất phát, thử thách và tăng tốc thì tạm thời bạn Xuân Tiến đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đang dẫn đầu với 170 điểm. Tuy nhiên thì cơ hội vẫn dành cho các bạn còn lại với 6 câu hỏi với tổng số điểm 180 điểm ở phần thi thứ tư mang tên chinh phục. Và một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay thật dài thật lớn để động viên cổ vũ cho các thí sinh của chúng ta trước khi bước vào phần thi mang tính chất quyết định này. Cảm ơn các bạn cổ động viên, và bây giờ là phần thi chinh phục. Đón Tết cùng VNPT, nhận ngay cơ hội trúng 226 Smart TV Samsung 4K 43 inch. Mỗi giải trị giá 13 triệu đồng, tổng giá trị giải thưởng gần 3 tỷ đồng. Mã dư thưởng dành cho khách hàng đăng ký mới, các gói cước MyTV, Home TV và Home Combo. Xuân phú quý, nhận TV. Chương trình áp dụng từ ngày 27 tháng 11 năm 2019 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2020. Phần thi chinh phục gồm 6 câu hỏi, thời gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu hỏi 20 giây. Sau khi người dẫn chương trình công bố hiệu lệnh, thí sinh nào bấm chuông nhanh nhất sẽ giành được quyền trả lời. Nếu trả lời đúng được 30 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Trong trường hợp thí sinh đầu tiên trả lời sai, người dẫn chương trình ra hiệu lệnh thời gian còn lại cho 3 thí sinh tiếp tục phần thi. Thí sinh bấm chuông nhanh nhất được quyền trả lời đúng được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm. Đó là thể lệ của phần thi chinh phục. Và cơ hội dành cho các bạn ở phần thi chinh phục đang chờ đợi với những câu hỏi ở phía trước. Và hy vọng các bạn sẽ vận dụng tất cả những kiến thức và sự nhanh nhạy của mình để trả lời chính xác các câu hỏi mà chương trình đưa ra. Và tuy nhiên thì các bạn cũng lưu ý rằng nếu như trả lời sai thì các bạn cũng sẽ bị trừ điểm. Và bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Trong tế bào sống có 1. Tổng hợp ATP, 2. Mang tế bào, 3. Mang nhân, 4. ADN polymerase, 5. Ti thể. Những đặc điểm nào ở trên có thể có trong tế bào nhân sơ? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Hữu Lâm. Mang tế bào ADN polymerase. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Đáp án của bạn chưa đầy đủ, rất tiếc. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn thí sinh còn lại. Bắt đầu. Xin mời bạn Minh Nhật. Dạ là những đặc điểm có thể có trong tế bào nhân sơ là mang tế bào, mang nhân và ADN polymerase. Không chính xác ạ. Và rất tiếc chúng tôi cũng phải lấy đi của bạn Minh Nhật 10 điểm và bạn Hữu Lâm 10 điểm. Vâng, và
Bây giờ câu hỏi này sẽ dành cho các bạn cổ động viên. Mời bạn. Dạ, em nghĩ câu trả lời là sự tổng hợp ATP mang tế bào và ADN polymerase. Vâng, đó là đáp án chính xác. Cảm ơn bạn cổ động viên rất là nhiều ạ. Bây giờ xin mời các bạn thí sinh chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Nữ tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam là ai? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Hữu Lâm. Dạ, thưa chị là Nguyễn Thị Chiên. Không chính xác. Chúng tôi sẽ lấy đi của bạn 10 điểm và thời gian vẫn còn cho các thí sinh bắt đầu. Mời bạn Xuân Tiến. Câu trả lời của em là Nguyễn Thị Đinh. Đó là đáp án chính xác. Nguyễn Thị Đình sinh ra trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước, là người phụ nữ thông minh, đôn hậu, khiêm nhường, có sức thuyết phục đối với mọi tầng lớp phụ nữ và nhân dân trong nước và quốc tế. Vào năm 1974, cô được phong quân hàm thiếu tướng. Chúc mừng bạn Xuân Tiến, bạn được cộng 20 điểm. Bây giờ sẽ là câu hỏi số 3. Đổ đầy nước vào trong chai thủy tinh rồi bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh. Sau một thời gian ta thấy chai thủy tinh bị nứt vỡ. Hãy giải thích hiện tượng trên. Thời gian bắt đầu. Mời bạn Hữu Lâm. Dạ thưa chị là khi đổ nước vào chai thủy tinh thì thủy tinh giãn nở kém nên thể tích của nước trong chai thủy tinh sẽ tăng lên và áp suất quá lớn nên sẽ làm vỡ chai thủy tinh. Cảm ơn bạn Hữu Lâm. Đáp án của bạn Hữu Lâm đưa ra được chấp nhận, bạn được cộng 30 điểm. Chúng ta có thể giải thích hiện tượng này như sau. Đối với nước, thể tích riêng của chất rắn lớn hơn chất lỏng. Khi nước trong chai đông thành đá thì thể tích tăng lên nên làm vỡ chai. Vâng, xin được chúc mừng bạn Hữu Lâm. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Câu ca dao mẹ thương con qua cầu Ải Tử, vợ trong chồng lên núi Vòng Phu. Cho biết cầu Ải Tử và núi Vòng Phu ở tỉnh nào của nước ta? Thời gian bắt đầu. Mời bạn Hữu Lâm. Dạ thưa chị, tỉnh Thanh Hóa. Bạn ghi lưu ý là 2 địa danh ạ. Đáp án của bạn không chính xác. Chúng tôi sẽ lấy đi của bạn 10 điểm và thời gian vẫn còn cho các thí sinh còn lại. Bắt đầu. Vâng, thời gian kết thúc. Và câu hỏi này có bạn cổ động viên nào biết không ạ? Mời bạn. Nhà câu Ải Tử là ở tỉnh Quảng Trị, con núi Vòng Phú là ở tỉnh Bình Định. Đó là đáp án chính xác. Và đó chính là câu Ải Tử thuộc tỉnh Quảng Trị và núi Vòng Phú thuộc tỉnh Bình Định. Hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ tham gia có mặt trong cuộc thi chinh phục của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 5. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Once upon a time, there were 7 dwarfs who were all brothers. They were all born 2 years apart. The youngest dwarf is 7 years old. How old is his oldest brother? Thời gian bắt đầu. Đây là một câu hỏi tiếng Anh và các bạn đưa ra trả lời cũng phải bằng tiếng Anh ạ. Vâng ạ, các bạn thí sinh không có câu trả lời. Câu hỏi tiếng Anh của chúng ta có nội dung như sau. Ngày xưa, có 7 chú lùn đều là anh em. Tất cả họ đều sinh ra cách nhau 2 năm. Người lùn trẻ nhất là 7 tuổi, vậy thì người anh cả là bao nhiêu tuổi? Đáp án của chúng ta đó chính là 19. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi cuối cùng của phần thi chinh phục, câu hỏi số 6. Điền hai số tiếp theo vào dãy số sau. 2, 4, 7, 12, 19, 30. Thời gian bắt đầu. Mời bạn Hữu Lâm. 3, 9. 3, 9 ạ. Không chính xác. Cơ hội dành cho các bạn thí sinh còn lại. Bắt đầu. Mời bạn Xuân Tiến. Em thưa chị, câu trả lời của em là 43. 43. Vâng, cảm ơn bạn. Lưu ý là điền hai số tiếp theo vào dãy số sau.
thì đáp án của bạn đưa ra chỉ có 43.1 số thôi ạ. Rất tiếc cho bạn. Và theo như bạn thì câu hỏi số tiếp theo đó là số gì? Theo em câu tiếp theo là số 50. Không chính xác, 60 mới đúng. Vâng, chúng tôi sẽ lấy đi của bạn Xuân Tiến 10 điểm. Vâng, và như vậy là câu hỏi cuối cùng của phần thi chinh phục cũng kết thúc cuộc thi chinh phục ngày hôm nay tại đây. Với câu hỏi số 6 trong phần thi chinh phục này thì ta có 4 thì bằng 2 cộng 2, 7 thì bằng 4 cộng 3, 12 thì bằng 7 cộng 5, 19 thì bằng 12 cộng 7, 30 thì bằng 19 cộng 11. Và còn lại con số 30 cộng 13 thì bằng 43 và 43 cộng 17 thì bằng 60. Đáp án chúng ta đó chính là 43 và 60. Vâng, theo như nguyên tắc là số đứng sau bằng số đứng trước cộng với một số nguyên tố. Và như vậy là phần thi cuối cùng của các thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong và chúng ta hãy cùng theo dõi bảng tổng sắp cuối cùng. Bạn Xuân Tiến 180 điểm, bạn Thảo Ly 60 điểm, bạn Minh Nhật 40 điểm và bạn Hữu Lâm 40 điểm. Chúc mừng các bạn! Và như vậy là với 180 điểm, bạn Xuân Tiến đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã giành được giải nhất. Giải nhì thuộc về bạn Thảo Ly. Và hai bạn Minh Nhật và Hữu Lâm với số điểm là 40 điểm đã giành được giải 3 của cuộc thi chinh phục ngày hôm nay. Và xin mời các thí sinh chúng ta cùng bước lên phía trước để nhận phần thưởng của chương trình. Xin được trân trọng kính mời thầy giáo Nguyễn Phan Thảo Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn lên trao giải 3 cho hai bạn Minh Nhật và Hữu Lâm ạ. Xin được cảm ơn thầy giáo Nguyễn Phan Thảo Nguyên, chúc mừng hai bạn Minh Nhật và Hữu Lâm. Xin được trân trọng kính mời ông Phan Văn Cử, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Quảng Trị lên trao giải nhì cho bạn Thảo Ly. Hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng bạn Thảo Ly với giải nhì của cuộc thi. Xin được trân trọng cảm ơn ông Phan Văn Cử. Và xin được trân trọng kính mời tiến sĩ nhà giáo Lê Thị Hương, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lên trao giải nhất cho bạn Xuân Tiến đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng bạn Xuân Tiến của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn đã chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay và là người đầu tiên có mặt tại vòng 2. Xin được cảm ơn tiến sĩ nhà giáo Lê Thị Hương. Quý vị và các bạn thân mến, trận khai mạc cuộc thi chinh phục năm 2020 cũng đã kết thúc. Cuộc thi thứ hai sẽ là phần tranh tài giữa 4 bạn thí sinh đến từ trường Trung học phổ thông Đông Hà, Trung học phổ thông Cam Lộ, Trung học phổ thông Đắk Rông và Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các bạn học sinh đã đến tham dự cổ vũ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.